mang tên Smart Industry Work 2017. Sự kiện có quy mô lớn này do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ khoa học và công nghệ, công thương, thông tin và truyền thông và nhiều cơ quan khác tổ chức với chủ đề định hình và phát triển nền sản xuất công nghiệp thông minh trong tương lai. Trước khi bước vào các phiên hội thảo tổng thể và chuyên đề, sự kiện đã vinh dự đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông và các lãnh đạo bộ ngành khác đến sự và cắt băng khai mạc hội thảo triển lãm thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng với lãnh đạo cấp cao đã tham quan các gian hàng trong khu vực triển lãm tại gian hàng của tập đoàn vnpt chủ tịch tập đoàn trần mạnh hùng đã giới thiệu về dự án smart city mà vnpt đã triển khai tại phú quốc thông qua kết nối trực tuyến với trung tâm điều hành về các giải pháp khác do vnpt technology nghiên cứu và phát triển trong phiên hội nghị toàn thể, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Huỳnh Quang Liêm đã có bài báo cáo chính chuyển đổi số và góc nhìn của VNPT cho thấy những chuẩn bị của VNPT trong đón đầu của cách mạng công nghiệp 4.0, sẵn sàng cung cấp các dịch vụ và giải pháp thông minh đáp ứng được yêu cầu của phát triển, đồng thời tham dự tọa đàm về kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam. Tập đoàn VNPT tham gia sự kiện với vai trò là một trong những đơn vị tài trợ cho Smart Industry Work 2017, đồng thời có gian triển lãm thu hút đông khách quan tâm, giới thiệu các sản phẩm và giải pháp công nghệ của doanh nghiệp như thiết bị viễn thông Wi-Fi, Asset Point Indoor và Outdoor, modem ADSL, điện thoại thông minh, đầu thu truyền hình kỹ thuật số DVB T2, thiết bị giáo dục giải trí gia đình Smartbox. Tiêu biểu trong đó là các giải pháp công nghệ IoT với tên gọi smart transport station và smart anri kuncher